Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô và xe máy ở Bình Dương, 2 người bị thương. Theo ghi nhận từ báo Người Lao Động, tối 16 tháng 11, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đang xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe taxi điện và 2 xe máy. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc gần 21 giờ cùng ngày trên đường DT743, đoạn qua phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo người dân, vào thời điểm trên, xe taxi xanh SM đã lao lên vỉa hè, tông vào cây xanh và biển báo trước khi đâm vào chiếc xe cùng hãng, rồi đâm tiếp vào 2 xe máy. Người dân chạy tới mở cửa xe thì phát hiện tài xế có dấu hiệu không tỉnh táo, có hiện tượng co giật. Người dân đã nhanh chóng sơ cứu cho các nạn nhân và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, một cây xanh và một biển báo giao thông bị tông đổ, cả hai chiếc xe taxi đều bẹp rúm, một chiếc nằm trên vỉa hè, chiếc còn lại nằm dưới lòng đường, các túi khí đã bung ra. Trong khi đó, hai xe máy cũng bị hư hỏng, một xe máy nằm trên vỉa hè, xe còn lại nằm dưới lề đường. Cách đây vài ngày cũng tại Bình Dương cũng xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trong đó có một vụ tai nạn gây hậu quả chết người.